Xin kính chào quý vị và quý khán giả yêu thích kênh hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương. Thì hôm nay chúng tôi phát sóng để muốn trực tiếp chia sẻ lên cộng đồng mạng và tất cả người dân mình cần có sự bình tĩnh và cảnh giác các loại bọn tội phạm. Thì đa số là các tội phạm lừa đảo lợi dụng những cái lòng tin của mình, họ sẽ chiếm đoạt tiền hoặc là vàng hoặc là những cái tài sản giá trị mà mình không biết trước được. Thì mong rằng qua cái câu chuyện này với những cái chia sẻ mà người đang ngồi trên màn hình của quý vị và các bạn, thì các bạn sẽ nắm bắt được những cái sự tinh vi như thế nào mà các tội phạm lừa đảo ngày càng tinh vi hơn. Xin chào quý vị và quý khán giả. Một lần nữa thì quý vị quý khán giả có muốn trình báo với hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải thì thông qua số điện thoại 0913 78 58 58, thì mọi thắc mắc của quý vị thì sẽ được các anh em hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Dương sẽ hỗ trợ trực tuyến qua số điện thoại như trên. Thì xin chào anh, hôm nay anh đến đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương, mình trình báo vụ việc như thế nào, có thể là anh có thể là chia sẻ nội dung chi tiết để cộng đồng mạng được nắm rõ về cái thông tin của mình. Xin chào anh có thể là giới thiệu họ tên của mình. Dạ, em chào anh, em là Hoàng, sinh năm 1994, hiện bên em có một công ty cho thuê xe tự lái. Sau đây là cái vụ việc em muốn trình báo với các anh là những hợp đồng thuê xe. Thì bên em cho thuê xe từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 3 là kết thúc hợp đồng. Với đó thì đến bây giờ thì hiện thì vẫn trả đủ hai ngày đó. Đến ngày thứ tư thì bắt đầu là không thanh toán tiền cho bên em, mà em gọi thì không liên lạc được, nhắn tin thì không trả lời. Thì đến bây giờ xe thì cũng không có định vị nên không biết xe nằm ở đâu hết. Đến bây giờ thì hiện tại là không liên lạc và không biết xe đang nằm ở vị trí nào. Thì mong anh giúp đỡ để không ạ. Tức là cái chia sẻ của em là nhân viên của cái công ty cho thuê xe, đúng không? Dạ. Còn cái chiếc xe em cho thuê là cái chiếc xe cá nhân của mình để làm phương tiện cho thuê. Thì em có thể là nêu rõ về cái xe của mình trị giá là bao nhiêu, hợp đồng thuê là như thế nào, cái đối tượng đó ở đâu đến hợp đồng với mình. Dạ, bên em thì xe đó thì giá trị khoảng 8 đến 900 triệu. Dạ. Thì hợp đồng thì bên em cho thuê 800 ngày một ngày. Thì người thuê xe thì ở Mỹ Phước Bến Cát, xuống thuê vì quê thì ở Bạc Liêu. Mình có nêu tên hay là em có thể là nói rõ ràng hơn về cái vấn đề thuê xe như thế nào và cái đối tượng này thuê xe với mục đích gì, tên gì mà mình cho thuê xe? Thuê xe là Lê Nhật Hào, thì quê ở Bạc Liêu, hiện sống ở Mỹ Phước 2, Bến Cát. Thì có nói thì cũng nói là em thuê xe để về quê, về gia đình có việc. Thì như vậy thôi. Nói chung là có văn bản hợp đồng giữa người thuê và người cho thuê đúng không em? Dạ có văn bản, có ký, có dấu mộc của công ty hết. Có thể là chia sẻ về cái bản hợp đồng nó như thế nào? Cái đối tượng nó tên gì em? Dạ. Cái người thuê xe tên gì? Lê Nhật Hào. Một lần nữa chúng tôi xin cân nhắc lại bạn Lê Nhật Hào. Người mà chủ ý thuê xe của anh này 2 ngày. Nhưng mà hiện nay thì bên nhà xe người ta không có thể mà liên hệ được với anh, do là anh đã cắt hết tất cả cái số liên hệ, Zalo gì anh đã chặn hết. Thì thật ra thì những cái câu chuyện này nó cũng xảy ra ở cái xã hội này rất là nhiều. Thì sau khi chúng ta cho mượn xe hay là thuê xe, chúng ta phải có những cái hợp đồng rõ ràng, hai bên đều thỏa thuận. Nhưng do sự tin tưởng của anh thì với cái chiếc xe của mình nó không có cái định vị, đó cũng là một cái khó khăn của anh. Hiện tại thì chiếc xe, cái người thuê này, cái người trong bức ảnh này nó đã
không liên lạc được nữa. Thì đây cũng là mỗi cái khó khăn. Thì hôm nay anh đến nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp truy tìm cái người trong hình mà anh đang trình báo ở đây, là nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải mà để tìm lại cho mình cái chiếc xe mà cái đối tượng này lấy đi mấy bữa nay không liên lạc được. Thì em có cái lời nói nào chia sẻ mà để cho các bạn đồng nghiệp của mình rút ra một cái kinh nghiệm sau cái vụ việc này của em không? Đây thì đây cũng là lời cảnh tỉnh với tất cả mọi người cho thuê xe, công ty mình cho thuê xe nên làm đồng rõ ràng, với lại là xác nhận được thông tin hoặc là nơi ở hiện tại của người thuê xe cho chính xác. Thì sau đây do rút ra được bài học của mình thì nên mình nên làm hợp đồng hay là xác nhận người thuê xe thật là rõ ràng, đừng có giống như mình hiện tại bây giờ. Dạ, kính thưa quý vị các bạn, thì cái câu chuyện này nó cũng không có là một cái câu chuyện mới mẻ nữa, mà nó đã đi sâu vô cái vấn đề là cái xã hội của mình nó có nhiều cái cập rập để cho mình cảnh giác các chiêu trò của đối tượng lừa đảo rất là tinh vi. Mặc dù anh ta cho thuê xe chỉ có 800 ngàn một ngày, thì 2 ngày chỉ được 1.600.000, nhưng mà cái chiếc xe của anh nó trị giá là gần 1 tỷ, khoảng 800 mấy 900, đúng không em? Thì mong rằng qua cái video clip này tất cả các cộng đồng mạng thấy người miêu tả như trong hình mà anh đến đội hiệp sĩ để tố giác, mong muốn là tìm lại cho mình cái chiếc xe để cho mình có một cái cuộc sống mà nó an toàn hơn, để có chiếc xe mà chạy tới chạy lui kiếm đồng tiền rất là cực khổ. Thì em cũng thấy được cái clip này á, em cũng xin liên hệ về chủ xe hoặc là số điện thoại của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0918 0913 78 5858. Mọi thắc mắc xin liên hệ về đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải qua số điện thoại 0913 78 5858. Sau khi mà quay cái video trực tiếp như thế này thì em có nói chung là em thỏa thuận đồng ý đăng cái video clip này trên các trang mạng xã hội của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Thì nếu có cái điều gì trở ngại sau này thì em nói cho tất cả các cộng đồng mạng đều được biết là mình xác nhận là mình đúng như sự thật. Thì em cũng xác nhận với đội hiệp sĩ là những lời em nói ở trên khi các anh quay trực tiếp, thì những lời em nói hay là những cái bằng chứng em đưa ra thì hoàn toàn là đúng sự thật. Nếu như không đúng sự thật thì em chịu hoàn toàn trách nhiệm của mình. Dạ, trước khi kết thúc clip này thì chúng tôi xin cân nhắc lại với tất cả mọi người dân của chúng ta cần đề phòng và cảnh giác bảo vệ tính mạng và tài sản của mình. Sau khi đặt lòng tin hay là như thế nào với một đối tượng nào đó thì chúng ta phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động, để tránh những cái trường hợp như anh hiện tại là cho thuê xe với cái giá trị thuê thì rất là rẻ, nhưng mà chiếc xe để lại nó cái giá trị rất là cao. Thì bây giờ anh đang gặp rất là nhiều khó khăn, đến cầu cứu đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Thì mong rằng qua cái câu chuyện này thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cùng toàn đội anh em sẽ cố gắng truy tìm cái người trong hình như miêu tả để mà sớm anh nhận lại xe ha. Xin chúc mừng và xin cảm ơn anh, gửi lời sức khỏe, mong anh cố gắng bình tĩnh để mọi chuyện nó sẽ vượt qua. Cảm ơn.